tin bão, bão Yagi sẽ vào Biển Đông, khả năng đạt cường độ mạnh. Cơn bão có tên quốc tế là Yagi đang hoạt động ở vùng biển phía đông Luzon, Philippines, với cường độ mạnh cấp 8 và cấp 11. Dự báo trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một cơn bão có tên quốc tế là Yagi đang hoạt động ở vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng bắc tây bắc khoảng 20 km/h. Dự báo khoảng 13 giờ ngày mùng 3 tháng 9 thì bão di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 20 km/h, cường độ bão mạnh cấp 9 giật cấp 12. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 15.5 độ, phía đông kinh tuyến 119 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9 thì bão di chuyển theo hướng Tây khoảng 10 km/h, di chuyển vào Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm ở phía bắc vĩ tuyến 15,5, phía đông kinh tuyến 117. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 9 thì bão di chuyển theo hướng Tây khoảng 15 km/h, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 17, phía đông kinh tuyến 114. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Cường độ có khả năng mạnh thêm. Dự báo khoảng ngày 3 tháng 9 thì bão Yagi đi vào Biển Đông. Từ chiều ngày 3 tháng 9 thì vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh.